các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp tới cho các bạn Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là một trong những chủ đề vô cùng mới Đó là chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về dòng sản phẩm kem chống lão hóa Đến từ thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Ohui tại Hàn Quốc như các bạn đều biết, Ohui là một trong những thương hiệu mỹ phẩm vô cùng nổi tiếng và đứng đầu tại Hàn Quốc đúng không? Và dòng sản phẩm này thì cũng được coi như là một trong những dòng sản phẩm đắt tiền của giới thượng lưu với thiết kế vô cùng sang trọng, mẫu mã sang trọng cũng như là các sản phẩm được sản xuất bởi ô thì luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và mang lại hiệu quả vô cùng tốt. Tất nhiên rồi, bởi vì khi nhắc đến ô điều đầu tiên chúng ta nhớ đến đó chính là đại diện của nhãn hàng là những diễn viên nổi tiếng xinh đẹp, chẳng hạn như là Kim Tae Hee này hay là Shin Min A đúng không? Tất nhiên là bởi chiến lược marketing của thương hiệu này vô cùng tốt, cũng như là việc những thương hiệu những sản phẩm mỹ phẩm của O Huy thì vô cùng chất lượng, thế nên là mới được lòng người tiêu dùng như vậy. Và mảng mỹ phẩm của Ô oui thì có khá nhiều Từ son, phấn rồi cho đến là các dòng chăm sóc da mặt, chăm sóc body như là kem dưỡng, rồi là kem ợt giảm sáng làm trắng da Và khi nhắc đến dòng sản phẩm này thì một trong những sản phẩm chúng ta cần phải nói đến đó chính là dòng sản phẩm kem dưỡng chống lão hóa của Ô oui. Huy và khi nói đến giá cả của thương hiệu này thì chắc hẳn chúng ta nghĩ ngay Đó chính là những sản phẩm đến từ Ohui thì cũng rất là đắt đúng không? Bởi vì dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm cao cấp Cũng như là được nghiên cứu kỹ càng trước khi tung ra thị trường Thế nên là không có gì quá lạ khi giá cả của nó được coi là khá là đắt đỏ so với giá mà chúng ta có thể mua Tuy nhiên thì đấy là đối với những sản phẩm theo bộ hộp hay là đối với những dòng sản phẩm cao cấp Tuy nhiên thì với chúng ta nếu như muốn sử dụng sản phẩm này còn có một phương pháp khác đó chính là chúng ta sẽ sử dụng dạng gói như trên tay kiểu anh này và hình như trên tay kiểu anh đang là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của O HUY hiện tại cũng như là một trong những dòng sản phẩm được rất nhiều chị em săn đón ở thời điểm hiện tại đó chính là dòng kem chống lão hóa của O HUY và với cái thiết kế nhỏ gọn như thế này cũng với việc là O HUY sẽ bán lẻ những cái gói như thế này thì nó sẽ vô cùng có lợi cho việc là chúng ta có thể sử dụng mà không sợ là phải tốn quá nhiều tiền đúng không và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu kỹ về dòng sản phẩm kem chống lão hóa này Lão hóa là một trong những cái vấn đề tất nhiên là phải xảy đến với chúng ta rồi đúng không? Tuy nhiên thì trên thực tế chúng ta có thể ngăn chặn việc lão hóa sớm bằng cách là chăm sóc da Và với dòng sản phẩm kem chống lão hóa này là một trong những dòng sản phẩm không thể bỏ qua Trong quy trình chăm sóc da cũng như là ngăn chặn quá trình lão hóa được Nói về dòng sản phẩm kem chống lão hóa của Ohui này Thì điều, điều tiên chúng ta phải nhắc đến đó chính là ở những cái công dụng mà nó mang lại thì vô cùng là tuyệt đối luôn dòng sản phẩm kem chống lão hóa này thì khi chúng ta sử dụng nó sẽ mang lại những đặc điểm những công dụng vô cùng tuyệt vời cũng như là việc sản phẩm này được nghiên cứu kỹ càng chứa các thành phần có lợi cho da mặt của chúng ta thế nên là khi sử dụng nó sẽ mang đến những ưu thế cũng như là mang đến những cái ưu điểm vô cùng tuyệt vời cho da mặt những công dụng đầu tiên khi chúng ta nhắc đến sản phẩm này đó chính là thứ nhất đó chính là khả năng làm mềm và trắng da chắc chắn rồi đây là một trong những công dụng mà chúng ta phải kể đến khi nhắc đến dòng sản phẩm là kem dưỡng chống lão hóa này khi chúng ta sử dụng sau một thời gian thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt trên da của mình. Cùng với đó là việc da của chúng ta sẽ sáng hơn cũng như là các nếp nhăn của chúng ta sẽ được giảm bớt đi và sản phẩm này thì nó cũng sẽ ngăn chặn những nếp nhăn tiếp theo hình thành trên da. Thứ hai đó chính là khả năng làm mềm và chống lão hóa da. Đây là một trong những công dụng chúng ta cần phải nhắc đến khi sử dụng sản phẩm này. Chống lão hóa nghĩa là khi chúng ta sử dụng thì các nếp nhăn hay là các sắc tố melain, các sắc tố có hại trên da của chúng ta sẽ được loại bỏ chỉ với sản phẩm kem dưỡng chống lão hóa này. Cùng với đó là đối với những người mà có làn da khá là khô thì khi sử dụng sản phẩm kem dưỡng chống lão hóa này nó sẽ giúp cho da của chúng ta được mềm hơn, ẩm hơn cũng như là khiến cho da của chúng ta xóa bỏ được các nếp nhăn tốt hơn. Thứ ba, đó chính là khả năng làm săn chắc và tăng cường độ đàn hồi cho da. Đây là một trong những khả năng tuyệt vời của sản phẩm kem dưỡng chống lão hóa của ôi oui. Bởi vì khi chúng ta sử dụng thì các sắc tố có hại sẽ được loại bỏ trong cho da của chúng ta Đồng thời là sản phẩm này sẽ kích thích sản sinh collagen Khiến cho da của chúng ta có độ đàn hồi tốt hơn này Cũng như là khiến cho da của chúng ta được săn chắc hơn Và đó chính là lý do tại sao nếu như chúng ta dưới 25 tuổi thì không nên sử dụng sản phẩm này Bởi vì nó không gây hại gì cho da Tuy nhiên là dưới 25 tuổi thì khi đó thì da của chúng ta vẫn chưa cần phải sử dụng sản phẩm này mà đối với những phụ nữ những người chị em phụ nữ mà sau 25 tuổi, 30 tuổi thì chúng ta phù hợp với sản phẩm này hơn. Bởi trên thực tế thì sản phẩm này thì là dòng sản phẩm cao cấp dành cho những người phụ nữ sau 25 cho đến là 30 tuổi. Thứ tư, đó chính là khả năng phục hồi da tổn thương do tia UV hay là do sau lăn kim uh, chữa trị bằng laser. Ở đây chính là một trong những công dụng chúng ta cần phải nhắc đến khi sử dụng sản phẩm kem dưỡng chống lão hóa ô hôi này. Nhiều người thì thường cho rằng khi sử dụng sản phẩm này thì nó chỉ có khả năng là chống lão hóa rồi là làm trẻ hóa làn da cho chúng ta thôi. Tuy nhiên trên thực tế sản phẩm này còn có công dụng là giúp da của chúng ta phục hồi tốt hơn. Thì khi chúng ta sử dụng thêm sản phẩm kem dưỡng chống lão hóa ô hôi này thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta được khỏe mạnh hơn và phục hồi nhanh hơn. Thứ năm, cũng là điểm cuối cùng đó chính là khả năng cung cấp ẩm và cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho da đây sẽ là một trong những lý do cuối cùng để quyết định các bạn sử dụng sản phẩm này Bởi vì tất nhiên là đối với những người mà da bị khô một chút Thì chúng ta nên sử dụng sản phẩm này để cấp ẩm tốt nhất cho làn da của chúng ta Và sản phẩm này thì phù hợp cho cả những người da dầu hay là da khô Thậm chí là da hỗn hợp nhạy cảm Thì chúng ta đều sử dụng được sản phẩm này và quan trọng sản phẩm này chỉ trông nhỏ như thế này thôi Nhưng nó có thể cung cấp được rất nhiều dưỡng chất cho da của chúng ta Đồng thời như anh nói là cung cấp collagen và kích thích sự sản sinh của collagen trong gương mặt của chúng ta. Với những công dụng mà Kiều Anh vừa kể của sản phẩm này thì đây sẽ là một trong những lý do để chúng ta quyết định sử dụng sản phẩm dòng kem chống lão hóa của Ohui này. Và quan trọng sản phẩm này được sản xuất với thiết kế nhỏ gọn như thế này cũng như là giá thành rẻ hơn so với dạng hộp. Thế nên là chúng ta có thể sử dụng được. Và Oanh nhắc lại một lần nữa độ tuổi tuyệt vời nhất để chúng ta sử dụng cũng như là Ừ, áp dụng được hết những công dụng mà sản phẩm này mang lại chính là từ 25 đến 30 cho đến là 40 tuổi và cái thời điểm đó chúng ta sử dụng sản phẩm này vô cùng tuyệt vời để ngăn chặn lão hóa trên da của chúng ta về cách sử dụng sản phẩm này cũng vô cùng là đơn giản mỗi buổi tối sau khi chúng ta đã làm sạch da mặt rồi sau khi cân bằng da bằng nước hoa hồng hay là toner thì chúng ta hãy lấy một lượng chúng ta có thể sử dụng một gói này để thoa đều lên gương mặt rồi sau đó thư giãn mặt và đi ngủ và sử dụng sản phẩm này trong một thời gian dài bạn sẽ thấy sự cải tiến rõ ràng trên gương mặt của chúng ta cũng như là việc sử dụng sản phẩm này sẽ ngăn chặn được quá trình lão hóa đến sớm hơn đối với bạn và Oanh khuyên rằng các bạn nên mua sản phẩm này tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Bởi những sản phẩm tại siêu thị Hàn Quốc thì cam kết là đến từ những thương hiệu chính hãng cũng như là đến từ đất nước Hàn Quốc Và quan trọng khi mua hàng tại đây các bạn được phép kiểm tra hàng rồi sau đó mới thanh toán Và thậm chí là chúng ta còn được đổi trả hàng trong vòng 7 ngày Nếu như khi nhận hàng bạn thấy sản phẩm không đúng với những gì mà video đã mô tả và anh sẽ gợi ý thêm một trong ba phương thức để chúng ta có thể mua hàng tại siêu thị Hàn Quốc. Phương thức thứ nhất đó chính là chúng ta gọi điện tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn mua hàng. Phương thức thứ hai các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website Korea Shop 24 h com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, tư vấn hơn dành riêng cho sản phẩm kem chống lão hóa Uhui đến từ Hàn Quốc này. Chỉ với một trong ba phương thức như trên thôi, chúng ta đã sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời này mà không cần phải đi lại quá nhiều rồi. Và hy vọng với những thông tin mà Oanh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn một trong những phương pháp chống lão hóa mới cho làn da, cũng như là cách để chúng ta chăm sóc da một cách hiệu quả nhất. Chúc các bạn có một làn da khỏe mạnh, luôn giữ được nụ cười trên môi. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye! Các bạn còn thắc mắc về những sản phẩm cùng loại thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.